Rồi cô ấy sao rồi? Dạ cô nào anh? Hương Giang đó. Em nghĩ sao về Hương Giang? Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính này. Tùng ơi, anh muốn hôn em một cái cũng khó quá. Thưa bà con hai họ, cách đây hơn 3 năm về trước, anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi, gọi là tình đơn phương, chưa bao giờ báo chí được biết. Và oh my god. Cách đây hơn 3 năm về trước, anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi, gọi là tình đơn phương, chưa bao giờ báo chí được biết. Và oh my god. Vì Diệu Nhi từ chối mà đến ngày hôm nay anh Đức vẫn một mình lẻ bóng, không gỡ được lời thề, chỉ chờ chị Lê Giang gỡ thôi mà chưa gỡ được. Cái thông tin này Đại Nghĩa cũng có biết. Đây nè, không ai rành bằng tôi hết. Có luôn hả? Ngày tôi đi diễn hài, anh Đức là cái người năn nắp đòi đưa một cô gái mới vào nhóm, bảo rằng cô ta duyên lắm, cô ta dễ thương lắm, thông minh lắm, thông minh lắm, cưng lắm. Và một đêm nọ tôi gặp Diệu Nhi, lúc đó con bé mập lắm. Sau đó em mới biết người ta thầm thương trộm nhớ cô gái ấy. À, nhưng đúng là ông trời cao có mắt, con gái người ta càng ngày càng đẹp, càng ngày càng duyên thì, và mọi chuyện đều tỷ lệ nghịch với những người đã giới thiệu. Đó là lý do vì sao anh Đức của em bây giờ không còn cô đơn. Bây giờ một là Sam hút, hai là chắc gì chị Giang quá, giả hoài luôn á. Thấy thương anh Đức ghê luôn á. Thì cái... cho anh biết coi tâm lý của em lúc đó làm sao, kể anh nghe coi. Ngày xưa em không đẹp nhưng mà em không có bị rỗ nhiều như anh Đức. Thưa em sợ hãi luôn á, kiểu gái mới lớn. Em yêu mình nói sợ hãi em là như con quỷ vậy. Phải, kiểu gái mới lớn. Nhìn thấy anh Đức mà anh Đức kiểu anh vô vập lắm hả? Anh vô vập, ý là kiểu anh đâu có thân gì với em lắm đâu. Em gặp anh mới có mấy lần mà rủ đi ăn. Người ta mến mình mà có bạn bè em rồi này kia nọ nữa. Em mến luôn bạn bè em. Em tàn nhẫn lắm. Nhưng mà khi nào thì anh Đức bắt đầu nói là Nhi ơi anh thích em quá? Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Em hành động gì? Em hành động gì? Em hành động kiểu con gái hững hờ á, kiểu làm cho đối phương cảm thấy ồ đối phương không xứng đáng với mình á. Trời ơi. Hồi đó ba làm như đó. Ba làm như ba là Hồ Ngọc Hà vậy đó, ba làm như ba đẹp lắm vậy. Rồi cô ấy sao rồi? Dạ cô nào anh? Hương Giang đó. Em nghĩ sao về Hương Giang? Nó khoái. Mùa trước đó à, mùa trước thích ra mặt luôn em. Em không biết anh xì đỉnh kêu khoái khoái sao giờ chạy em luôn rồi. Có không? Thì chạy luôn rồi, em đâu biết đâu. Hay do mấy người làm gì với người ta rồi người ta đi. Thôi, cái chuyện đó là chuyện riêng tư của người ta, đừng có khai thác sâu nữa, người ta ngại người ta mắc cỡ đổ mồ hôi quá trời kìa. Không phải tại em nóng anh. Dạ, ai biết đừng có già. Anh đang cứu em. Dạ. Hiểu không? Rồi, hai chị em giờ thích về đội nào? Hai. Nó cho em chọn đi Trâm. Em thấy cái gì? Em thấy cái gì? Ánh mắt của cái bạn màu nâu với cái bạn màu đen. Vậy thì mình hãy chặn đứng cái ánh mắt đó lại liền cho anh Trâm. Thật sự thì em với lại Chung từng là bạn thân. Tại xưa là ơi, em nói là học kìa. Học chung cấp 2 với lại Chung. À ngày xưa học chung cấp 2. Dạ, ăn nằm ở về nhau. À, ăn nằm ở nhau. Trời ơi, vậy ăn dầm nằm về. À ăn gì? Người ta là ăn dầm nằm về. Mày thì mày đi nói là ăn nằm dầm về. Tại vì mẹ Chung rất là thương em. Em qua nhà Chung chơi hoài. Dạ mẹ. Mẹ Chung. Mẹ Chung rất là thương em. Mẹ Chung rất là thương em. Trời ơi. Đã từ lâu. Phụ huynh mà nó đồng ý. Đã từ lâu. Tới luôn. Trời ơi, cha mẹ đồng ý còn gì bằng. Chị tạo cơ hội cho hai em được tác hợp. Chị thì chị giả bộ chị chọn Giang đi cho xong. Thì chị chọn Giang để rồi cho rồi. Em về với Chung nè. Mời hai chị em về chỗ. Trời đất ơi. Tôi nói thiệt. Yêu nhau ra mặt luôn vậy hả? Ok, cơ hội tác hợp cho đôi trẻ. Hai đứa nghe anh nói nè. Nha, cái gì cũng vậy, không có cái gì bằng gia đình hết. Cha mẹ mà đã chấp nhận thì đừng có lo gì hết. Hai đứa đám cưới đi anh, đi một cây nha. Một cây vàng hả anh? Một cây.
Hôm nay anh em mình hãy hòa thuận với nhau. Tại sao vậy? Vì hôm nay có những khách mời vô cùng đặc biệt cùng xuất hiện trong một chương trình. Tôi đã nghe nói là những khách mời của chương trình ngày hôm nay, họ có những mối quan hệ mật thiết với nhau. Đúng, có hai từ sẽ nói nhiều trong chương trình ngày hôm nay là quá khứ và hiện tại. Thường á, thường thì khách mời mà đẹp đẹp hay ôm nhau lắm, hai đứa có muốn không? À, ôm thì che mặt anh sao? Không, kệ, anh chấp nhận anh bị che. Đó. Phến không dám nhìn thẳng luôn á. Phến là giao lưu bạn cái, bạn cái đi. Tự nhiên bị trúng mặt quá. Trúng mặt nữa hả? Tình cơ chặt lại nhau chặt dường như lâu lắm rất quen nhau. Mà nói thiệt, cái này bây giờ nghiêm túc nè. Nãy giờ ghẹo ba đứa, nhưng mà giờ nói thiệt vẫn không nghiêm túc đâu, thưa hứa luôn á. Không, nó nghiêm túc chứ, lâu lâu phải nghiêm túc lại một tí. Thật sự ra Trấn Thành là người rất là mê giọng hát của Bùi Tuấn và cả Hương Tràm luôn. Đúng. Hai người này là hai cái người trẻ mà hiện nay theo tôi là cái giọng hát vượt ra qua khỏi biên giới loài người. Vậy qua tới cái loại gì? Loài voi. Loài voi. Đậm đà, chín mùi mà nghe nó phê lắm. Đây là hai cái người trẻ mà âm nhạc của họ là thật sự đáng để chúng ta ghi nhận. Xin cho một tràng vỗ tay. Thôi tự nhiên nghe anh Thành nói em cảm thấy cô đơn quá. Đừng cô đơn em, anh nhìn em anh cũng thấy nhiều điều. Anh thấy rằng là em cô đơn là đúng. Hai bạn đã từng đến với Dòng Ái Dòng Ai của mùa đầu tiên rồi. Lần này là chúng ta quay trở lại thôi, có lẽ cũng không có phải là quá lạ lẫm với cái không khí này đúng không? Với những cái con người đang ngồi ở đây, đặc biệt là hai công chủ nhà Trường Giang và Trấn Thành, Phong Tuấn. Dạ. Cảm xúc của em sao? Em cảm thấy một chút lo lắng, em không biết là cái gì nó sẽ chờ đợi mình sắp tới. Vẫn còn lo hả? Anh tự em phải có kinh nghiệm hơn rồi chứ, sau một khoảng thời gian mình phải có nhiều cái kỹ năng, kỹ xảo, nanh vuốt này kia của mình chứ. Không, em bị đưa vào thế chắc lần này lần thứ 2, thứ 3 rồi. Tụi anh cũng chỉ là những người làm thuê làm mướn. Đúng không? Đến với chương trình để ngồi đó nói hay thì người ta khen, chê người ta chửi trên mạng. Chứ tụi anh có làm gì đâu mà gài tụi em vào một cái thế. Em nói vậy là tụi em bất công với tụi anh. Thôi em không nói nữa, thôi. Thôi. Em đến chương trình mà em không nói thì người ta mời em làm gì? Đó, cái này mới là gài như thế nè. Đó, nói cũng được mà không nói cũng không được đó. Bây giờ nè, dạ, đại diện phát ngôn nói chuyện với bộ nước giùm anh. Dạ em ơi, ngày xưa anh Ưng Hoàng Phúc có cái bài hát là Tha như thế, thà đừng vô thế đó em. Thế còn Hương Tràm thì sao? Nói chung là đến đây cảm giác đầu tiên của em là khi nhìn lại anh Trường Giang là khá là thất vọng. Trời ơi, im. Một nhát dao. Khi mà năm ngoái bằng tất cả tình cảm của mình, bằng tất cả những tình cảm của người em với người anh thân thiết, em đã dành niềm tin cho anh ấy, về cùng với đội anh ấy. Nhưng cuối cùng thì không ai dành cho em niềm tin, anh nghĩ có nhớ không? Nhớ em. Nên năm nay em đã đưa ra một quyết định. Sao? Khoan, trước khi quyết định anh xin nói, trong một chương trình khác tôi gọi điện trước khi chương trình bắt đầu. Tràm hả? Anh Giang nè, anh có một việc nhờ em. Lát nữa khi anh gọi điện thoại cho em, lúc đó đang ghi hình thì em sẽ trả lời ABC cho anh nhé. Ok anh, em vẫn ở đây chờ anh đấy. Alo, Hương Tràm hả em? Dạ không, em trợ lý. Ủa chị Tràm đâu? Chị Tràm đi ngủ rồi. Trời ơi, lúc nay tôi đứng hát. Trời ơi. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Đúng rồi, hồi xưa em đi quay MV với Tràm á, em cũng điện mà ít gặp Tràm lắm. Em đi hát nhiều. MV gì? Em Ghé Mưa. À, là từ đó. Nói chi rồi vô thế nữa. Ngồi yên cho đẹp hình là được rồi Phớn. Nó nói là thà như thế, thà đừng vô thế. Mà vô hoài. Giờ các chủ nhà muốn mời vị khách nào về với gia đình mình đây? Ê, cho Trinh xin nói một điều nha. Xin nói một điều. Đối với đội Trường Giang, ai về cũng được. Nhưng mà đối với đội Trường Thành, ai về cũng vô thế. Đúng vậy, đúng vậy. Tại sao bao nhiêu nghệ sĩ không mời mà đúng những con người này góp mặt trong chương trình hôm nay? Chỉ có hai chữ thôi, đó là
định mệnh. À, nhà bên đây mình có cần phải dọn thêm mâm cơm hay ly cà phê gì không? Tao nói tụi em hòa thuận dễ sợ, tao nói gia đình về gặp nhau cũng như là người trong gia đình vậy đó. À, dạ. Làm như là quên hết tất cả mọi người xung quanh luôn đúng không? Hàng kia Tuấn mặt buồn thấy rõ vậy đó. Thôi không sao đâu em, đừng giấu gì hết. Nãy giờ em đang muốn nói chuyện với Mai Tài Phến đúng không? Nói một câu gì đó đi. Đến rồi. Ok. Hai đứa chào nhau mà như muốn lộn nhá. Bạn này là làm hát không hay. Vậy à, em nghĩ bạn ấy hát hay đấy. Cá không? Cá. Gây đổ nè. Em muốn cái gì? Em có thể qua nhà cơm quê 10 khó ăn 1 năm miễn phí. Chơi luôn. Nếu anh thua, em qua nhà hàng anh, bất kỳ nhà hàng nào ăn 1 năm miễn phí. Còn nếu anh thắng cho anh gặp Trần Tùng thôi. Đó. Được không? Em có bắt cái gì đâu. Dễ mà, tại vì anh muốn gặp lúc nào mà chả được. Em có bất cứ gì đâu. Anh là một nghệ sĩ lớn thì cái chuyện mà các bạn nghệ sĩ trẻ tuổi hơn thì các bạn sẽ luôn đồng ý không, gặp anh hỏi thôi lại. Chứ không phải là do em. Rồi rồi, chơi không? Thế thì đồng ý thì anh rất muốn gặp, sao có gặp chơi không? Trời. Trời. Nha nha. Em là phải dắt anh đi gặp nha chứ anh không biết nha. Không, em không dắt đi gặp. Nhưng ủa mà vậy sao chơi? Đây là điều kiện đây là cái mà. Điều kiện mà Giang đặt ra. Không, điều kiện khác đi. Vì anh chơi đẹp nè, anh có lẩu dê nè, anh có steak nè, anh có cơm, anh có hải sản nè. Mỗi nhà hàng ăn 1 năm miễn phí là 4 năm. Trời ơi. Em chỉ cần dắt anh qua nhà Tùng, anh hung Tùng cái thôi. Không, anh thích Tùng. Không, không chơi kèo này. Bây giờ có ống kính nè. Tùng ơi, anh muốn hôn em một cái cũng khó quá. Ê Giang, thí dụ tôi được không? Hôn cái hả? À, tôi đổi. Ừ, nếu như mà cho em ăn 1 năm xong rồi em sẽ dắt anh sang là gặp anh Tấn Bèo ngay lập tức luôn. Bớm ơi bớm, bớm càng nói càng sai em ơi. Đúng rồi. Anh Bèo anh gặp hoài, ngày nào cũng. Nè, đổ kèo cho tôi với anh Bèo đi. Tôi với anh Kè Bèo qua nhà hàng ăn năm thôi chứ ăn 10 năm gì dữ vậy. Ăn gì kỳ, ta nấu mà ăn trên đầu trên cổ người ta. Đất ăn năm miễn phí thôi rồi tôi dẫn qua hôn chị Lê Giang. Rồi thôi được rồi, coi như là cái gậy độ này không thành công nha.